Chúng tôi rất là cảm ơn quý khách đã đặt đơn hàng thành công của chiếc cassette Philips thông minh của công ty chúng tôi. Và ngay bây giờ đây, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn video clip hướng dẫn sử dụng sản phẩm đầy đủ chi tiết nhất, để trước khi mà các bạn nhận hàng là chúng ta đã biết cách sử dụng luôn rồi. Và các bạn chỉ cần xem qua video clip này từ 2 cho đến 3 lần, mình đảm bảo là các bạn sẽ thực hiện thao tác và nắm vững được các cái kỹ thuật để chúng ta mở cassette trơn tru và thuận tiện hơn. Và các bạn lưu ý, trong quá trình nhận hàng, các bạn không lên cho bộ phận giao hàng, các bạn ý sẽ thao tác mã số hay là chỉ cho chúng ta cách sử dụng để bảo mật thông tin về mã số cho chúng ta một cách tuyệt đối nhất. Hướng dẫn thay đổi ngôn ngữ. Ngôn ngữ mặc định của cassette không phải là tiếng Anh hay tiếng Việt. Để đổi sang tiếng Anh, ta tiến hành thao tác như sau. Tháo nắp pin, sau đó lắp 3 viên pin. Nhấn giữ nút màu đỏ, đồng thời lắp viên pin thứ tư vào. Cuối cùng, ta nhấn nút màu đỏ 4 lần. Khi đó, két sẽ chuyển sang tiếng Anh. Hướng dẫn thêm vân tay, mã số. Để thêm vân tay hoặc mã số, ta tiến hành các thao tác như sau. Nhấn nút màu đỏ ở vị trí hộp pin 1 lần để kích hoạt chế độ cài đặt. Để thêm vân tay, người dùng đặt vân tay lên điểm đọc, giữ nguyên cho đến khi đèn thông báo chuyển sang màu xanh lá cây. Người dùng có thể thêm liên tiếp nhiều vân tay cùng lúc. Để thêm mã số, người dùng nhập trên bàn phím theo cú pháp. Nhập mã số mở két lần 1, sau đó nhấn phím thăng. Tiếp tục nhập mã số mở két lần 2, sau đó nhấn phím thăng. Khi đèn thông báo chuyển sang màu xanh lá cây, tức là mã số đã được thêm thành công. Người dùng có thể thêm liên tiếp nhiều mã số cùng một lúc. Bật tắt chức năng bảo mật kép. Để kích hoạt chức năng bảo mật kép, ta nhấn một lần vào nút màu đen tại vị trí hộp pin. Sau khi kích hoạt, người dùng có thể mở két bằng cách kết hợp vân tay và mã số, hoặc sử dụng hai vân tay hay hai mã số. Để tắt chức năng bảo mật kép, người dùng cũng nhấn một lần vào nút màu đen tại vị trí hộp pin. Xóa vân tay, mã số. Để xóa tất cả vân tay và mã số, ta nhấn giữ nút màu đỏ cho đến khi có thông báo Deletion Successfully. Kích nguồn trong trường hợp hết pin. Đi kèm mỗi chiếc cassette là một bộ kích nguồn cho phép chúng ta sử dụng trong trường hợp hết pin. Bộ kích nguồn sử dụng nguồn điện là 4 viên pin AA 1.5V. Sau khi lắp pin, người dùng nhấn vào nút màu trắng ở bên cạnh để kích hoạt. Chúng ta sử dụng bộ kích nguồn bằng cách cắm rắc cắm vào lỗ nhỏ ở mặt trước của két, sau đó sử dụng mã số hoặc vân tay để mở két. Nếu như các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, hãy cho mình xin một đăng ký kênh để mình có thể ra mắt thêm những video clip tiếp theo, để mình có thể ra thêm được rất là nhiều các sản phẩm cassette thông minh khác, cũng như là chỉ cho các bạn cách sử dụng một cách đầy đủ chi tiết nhất.